cứng cỡ luôn đấy, không xoay được. Tập nhiều hơn. Đây. Thế thì ai nói gì nào? Nó bắt đầu phải dùng lên cơ. Lên leo cơ. Ba cái. Lôi rồi. Thôi anh vào đây luôn đi. Nhưng mà không được thắng đâu nhá. Ơ thì được rồi. Long qua long phải trái. Tay phải vừa bị anh kia đánh bẻ xong. Tay phải luôn đi. Tay phải nó khỏe lắm Long ạ. Hả? Tay phải thằng này nó khỏe lắm. Không phải là yếu đâu. Không, nhưng mà tay trái em khỏe hơn. Go! Thế thôi anh, mấy sức làm thì lúc làm cũng là lúc tập. Đấy trận đầu tiên tôi trái ngoài. Phải lỉn. Lừa phải lỗi. Tay đã buộc vào rồi, không phải cái. Sáng rồi, có người gại vì tay trái. Về lại hỏng mẹ rồi, sáng rồi. Ui, thế bị đánh. Đi đánh đi. Đi chợ á? Mấy kiểu mẹ đéo không à? Không à. Không trận đầu tiên này. Trận thứ hai là không thua luôn. Không, cái lúc mà anh vệ em giả là em thấy là biết rồi. Đừng có nước. Biết rồi. Bảo mẹ đi mỏ hết cái tay. Tư nào, bỏ ra để đéo. Cho ô tô nó qua đã. Đéo. Tắc hết mạch máu rồi. Qua ô tô đi được. Đéo để mỏ. Tắc mạch máu. Đéo. Đéo mời mỗi tuần. Chúc mừng anh. Có thành tựu. Nhà nhà tí. Đó. Em đang có đủ rồi. Đủ chặt cái gì rồi. Nó phải đủ việc. Rồi từ từ. Con gì đấy? Nhà. Thì xe tô à? Chạy đi. Thành chín quá. Con này ông anh em đi một mua bây giờ trăm mấy. Bảy mấy. Bây giờ con đấy bây giờ đi 5 năm rồi. Nhưng mà đứa con mới có 5 vạn. Đi ít nhỉ? Đi cực. 5 vạn thì bây giờ có 8 vạn. 5 sáu trăm. Ăn hết gần 600, gần 500 mấy. Mới thì mới 700 mấy, 7.7. Nó luôn biển trắng là bao nhiêu? Bao nhiêu? Đây anh mua thôi, bỏ ra. Nước kìa. Mua nước mà, phẩm nước. Nước là mua có bao nhiêu? Vậy anh một chọc đi. 500. Đau. Bỏ ra một tí. 70 triệu. Rồi. Đấy ôm. Nó đi được có 3 vạn 6. Mấy năm? Nó 2019. Con được đạp đổ à? Ừ. Nó không đi mà. Tay không dài mà không sang bè. Đi thì không đi. Cậu. Mình được bé mình mua ở dân thì không phải là mua ở sơ rung. Mình mua sơ rung thì 3 phút mốt. Mình tìm sơ rung tổng tư bản đấy. Toàn tùa. Ông gửi 3 tháng rồi bây giờ bỏ. Nữa. Điệt vậy đi. Nữa đi anh, nữa đi anh. Giờ về tỉnh thoảng chiều chiều lại có bánh ra chạy cũng nốt đấy nhá. Con người nó phải có tin tin. Đi đây xem. Đừng có tí lực của vật người khác đúng không? Mày sau khi đánh giải bảo em xem đi nhờ. Thôi bảo đi luôn ra ngoài này nhưng mà vợ bảo chủ đi. Viên sau đi đánh giải là anh viên em Tùng tốt hơn này. Đi đâu đi theo anh Tùng cái gì đó?
Anh kia mà tay phải em nào, em thử xem tay phải. Phải à? Ừ, nó đi anh. Mày gặp tay phải. Bốn video lại. Tay phải nhá. Ừ. Về mở lên đi về, hoặc 5 người thôi 4 người. Dưới 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 anh. Thôi, cắt thẳng ra rồi. Tay trái khỏe hơn. Không được đánh móc. Sao chân tương này khỏe hơn móc áo à? Không, tay trái, tóm sóc của tay trái. Ý gặp Nguyên này, chưa có anh móc nó yếu. Vẫn thế rồi, tao xuống nhau, tay trái khỏe hơn. Mà tay trái thì khỏe ra bền lắm. Cộng tay trái, cộng tay phải. Chứ nó nằm tay trái đi côn nhiều, bóp côn nhiều, lắc được hay sao? Buộc bên anh đi mẹ đi đường tắc giữ côn thì giã tay rồi. Ngày đầu mới mua xe mẹ lấy hết cho tay trái không gặp tắc đường ấy, phải giữ côn này về côn này kể như tiền đấy là vào mắt kiện bên này cứ thế này là thua chắc. Ô thế này vào mắt tay cả cộng ai ngốt. Chạy gì em? Tay một cái, là tóc một cái đây à? Không biết. Bớt tâm linh. Ủa dài sức thế? Gì? Vợ. 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 Không phải mời hết người này người mới. Không muốn cái nhiều. Không muốn cái luôn. Cứng nhỉ. Anh phải lấy lại. Thế là có. Cứng thật đấy công nhận. Cương đùi khỏe, không phải nhiều đâu. Bên tay phải có giờ đâu. Cương đùi khỏe. Go. Quay ra mà thắng tay trái này. Thắng tay trái anh. Đó, thẳng quá. Hay ra. Thế bỏ ra anh nhả thật à? Cậu không nhả thì mới bảo như vậy. Sao thế không được thôi nha. Xuống tận nơi rồi anh. Sao gặp một chó chơi chùm. Vào đây. Xuống thôi. Đúng lúc rồi. Gì đấy gì rồi. Chắc ở đây rồi. Xuống tận đáy rồi. Tay chặn, tay chặn, chặn. Chưa cắm anh nhé, được rồi đâu. Ngoài ra mạnh hai, cũng khỏe. Cũng nực hai cái, khỏe. Anh hút thì mẹ cuốn phát rồi gì đâu. Ê, tắt cho nằm rồi. Giờ đéo bắt được ai. Ông này có đi bàn không hả? Ông này có đi bàn không? Không biết, không có để xây nhà không ý. Ai bàn chống đấy. Chứ mà sau thì là toàn giữ không này. Bây giờ xe thì được. Con nhà có ra lực đầu toàn giữ. Thế là anh nhả đúng không? Không ra xe không đi gần mà. Xe không ra được. Chắc lắm. Cảm thấy nó cứ đuối đuối cậu. Gì đấy? Cậu hoàng bọc kiểu. Rồi tôi vẫn vào ấy ạ. Học làm sự kiện phần 2 trong môn sử. Học làm sự kiện. Đang để tay nào đúng không? Tay trái. Trái rồi để anh. Đan chưa nắm rồi. Đan mà cứ nắm vào gì nhỉ? Cậu cảm ơn kéo lên một cái kéo đâu nhỉ các bạn. Ờ em cũng nhỉ. Rồi bây giờ bây giờ ạ. Tay vào. 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 Go. Hóa ra chơi dữ lắm. Người đấy. Không. Đừng không đang ạ. Anh để cho nó vào trước ạ. Cậu nó chân nó mọc mạnh lắm. Nào Hoàng nó vào nhìn trước rồi phụ. Không nắm được. Đúng ra mày phải nắm một cục nó. Cậu
anh thì có ai mắc khỏe đâu. Anh thổi nhá. Em vào rồi. Nguyên vừa chết xong. Nguyên vừa rả. Go. 70. Người này 80 cân. Em 70 tí vẫn kia. Hết lông rồi. Anh ấy lấy con dao, thái ra đây. Anh đắm hiểu cũng lắm cái kia. Nhưng mà này lặng cân hơn cả nó mình. Đôi cân này một mét trái người ta. Hai tay. Cái này được đấy. Chấp nhổ một ngọn đấy. Hai tay. Tay kia túm vào, túm thêm vào. Go. Cột điện. La rát. Đấy, sống thế mà sao không ai chơi. Yeah. Vật về cứ cười, vật về kể cả nhẹ thật thì cũng phải tỏ ra là lặng, không được cái cười kiểu như thế, cứ coi thường đối thủ. Đủ nghiệp, sống ngoài, lên đâu rồi, bóng vào thang, khỏe đây đúng không? Lên đâu rồi đấy? Thắng không ơi? Chơi tí, anh vẫn giữ được em ấy. Đi giữ thì đâu được? Thằng này nó khôn rồi ấy. Tao đi anh nha, vẫn giữ được. Thằng này nó khôn rồi ấy. Em thấy nó để ý anh chị đấy rồi. Nó ngồi lên định gì đấy là. Nó biết bài của anh chị đấy. Không, vẫn chưa biết. Bài á? Làm gì có học của cái bài. Thế này anh mua anh bục cái gì? Nó con cái. Tốt rồi. Chắc. Bảo giữ cho em cái nào? Anh có bóc trước kìa. Nghĩa là nó chưa đóng bàn luôn. Vật thì vật thì giữ cái đéo gì. Giờ mày già mày tao còn sức để tao đánh khỏe. Giờ anh vẫn đánh được. Thế mỗi người đấm nhau cái xong rồi thôi. Giờ anh vẫn bật được em. Mỗi người vả cái này. Thì là hết lượt bảo em nhá. Rồi. Còn đang không thấy pin ở đâu đây mẹ. Không, em thích vào bóng nhỉ. Mổ bóng lúc nhá nói thế xong rồi ăn con nhà người ta. Đóng con trai. Bàn bảo biết pin trong tí vật. Mô Johan. Đóng con trai. Mô Johan. Cộng. Đang phải lo. Ăn kiểu ta đi thở. Còn thở còn gỡ. Gỡ. Nhưng đấy. Được chưa? Tự tin chưa? Cái này thua này. Không, em lực vẫn khổng lắm. Mạnh. Được chưa? Ôi. Vãi. Để
Em đã bảo mình lấy cái đầu cho tự tin thôi. Thế nhá. Có 50 không nhét dưới đưa cho nó. Sao anh cứ cười anh nghe Long nhỉ? Mỏi, toàn bị rất dồn. Mỏi, toàn bị rút lắm. Lúc mà vật nhìn thấy đít ông mình rung nhóc nhóc là mình đã biết là ông thua rồi. Cậu này là dồn ghê quá. Ông Long này khỏe lắm nhưng mà không vật được nhiều hiệp đâu. Rồi giờ anh Trường bắn. Càng về sau mẹ mới càng chết nhanh. Anh Trường, anh Long. Cái gì? Tay trái, thôi anh rồi. Ông em tay trái một tầng. Điên nhà, đây này, đây này, nó trái bằng đau. Em vượt gì vì anh nữa. Thôi, đừng có diễn. Đây, bạn này. Đúng tay phải, tay phải. Cứ tay phải xã. Đấy, hai đối. Đặt nhau này. Được, vẫn được anh ạ. 63. Không sao. Để em giữ đi cho đỡ dùng nhá. Con lô 63, con lô. Đây mà giữ. Có ra nhất trong cả trăm số rồi đấy. Xin một tay. Cứ tay phải ra. Đúng lắm rồi anh Long ạ. Có rồi. Đúng rồi. Bây giờ anh Long mới tập này. Bây giờ nhìn anh Long với buồn cười này. Tí nữa gọi cho tao cấp 2 vào cho anh. Bảo cứng lắm mà anh. Rồi. Đấy. Rồi. Không sao. Lên vô xuống chó là chuyện bình thường. Không sao rồi. Mỏi lắm rồi đấy. Móc. Hết lực rồi đấy. Mỏi. Mỏi. Long bị quay. Mày bỏ qua đi. Đau anh, đau cho cân. Mỏi thôi, tao làm gì có gái mà vuốt. Sang bên này. Anh mỏi chưa? Hai tay. Em một tay không? À luôn. Đây anh Long mỏi nhá. Đây này vào vét. Mệt quá. Chưa quán còn khát một. Đây là không mỏi đâu. Sao tí bật tay phải. Mỏi hoàng ra gã luôn rồi. Gã đi. Gã phải làm luôn. Không để lâu làm luôn. Phải nhờ. Ôi. Chơi nó cứ được rồi. Phải ra dùng dữ đấy. Giúp đẩy vào. Mất cổ. Cố tình thành giúp bỏ cổ. Cứng quá mẹ cả cái bắp này luôn. Giờ mới nóng anh ạ. Tí hết là chặt bẻ tay thì được quên. Đẩy chứ. Ông giờ mới nóng ấy, giờ mới nóng. Thôi được rồi, tí anh để tay lên gọi là tượng trưng được không? Các chú cứ lấy video thôi. Sao nhà trích nhiều rồi. Đây em thử vào. Một lỗi. Trích toàn mấy lỗ thôi. Cái này là gọi bị nhập. On cycle. Cái đi on cycle rồi. Cái anh nó coi thì hoàng ấy. Cái trích bị chạy mông rồi. Cầm tay trái. Trái. Trích cầm mông nó đi run. Lúc hô câu cái thì đi lòng rung này thì mẹ thua rồi. Lần nào thế. Đỉnh. Không lần nào đi không rung là không thua. Thế.
nắm tận dưới. Về đây. Anh về sớm đấy. An toàn. Sau đánh ô tô sang. Tớt được không? Đúng mức ngón. Đúng mức ngón. Đúng mức ngón. Chưa ngắm đủ rồi đấy. Lần mình thấy tay nó to đấy. Quả thế đấy nọ đấy. Quả về vất bình thường này nó đéo 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 đéo. Quả mất đi chưa? Quả mất đi chưa? Toàn vật một ấn xuống. Chúc mà toàn vật một đấy em thấy anh thắng nhiều rồi. Mày giữ khách cho nha. Không tuột. Sao mày thành thật đấy em nhỉ? Mày cứ bảo mẹ mày anh yếu đi. Không, em thấy anh giữ nhiều rồi. Ờ, giữ cứ quay quay. Các công nhận mấy ông này tục phải. Giữ nhau giữ mẹ. Nhưng giả. Anh giữ được bám rồi. Được, lâu không tập. Xuống. Xuống. Sau đi ra ngoài đồ ra đi. Để bán cái này tí này. Cân điện thoại cho người lệch rồi. Kiếm người biết chuyện. Ở đây anh đến xa mà tí. Không có lúa. Không lúa thôi anh gãi mà khỏi. Khỏi rồi đấy. Mấy cái đốt. Anh có bệnh không? Ừ. Anh dí người tiết mà nó cứ ngứa, anh phải mua thuốc về ngứa. Gốc. Khỏi là thành công nốt được. Ờ đó. Đây bên này. Bên này nhỉ. Ăn nó khỏi rồi nó nốt. Ngứa rồi. Yên đang nằm một như thế người đấy. Quá nhanh chứ. Anh đúng kiểu đấy. Dí người tiết càng mà càng gãy càng ngứa. Còn bình thường em đưa chị. Mà không cứ buổi tối nó bị cơ. Đúng buổi tối rồi. Bắt đầu vào đêm bắt đầu đắp chăn ngủ bắt đầu là mình đấy. Em không ngủ. Đang ngủ vẫn chưa vào giấc đâu. Đúng rồi. Mình cứ bắt đầu là đang lim dim rồi bắt đầu tiên thì ngứa xong rồi gãi vào cái ngứa phải rồi. Đúng lắm. Đúng thì đã. Cái đấy ra mua thuốc uống tái thì hết rồi. Xong chém. Gọi. Đấy. Nó lại nhả lên. Ngứa gãi rồi đấy. Thôi bỏ. Hết rồi. Chọn Tí nữa, tí nữa, tí nữa. Ngày chỉ có tí nữa, thủ thôi, chỉ có thủ thôi. Chỉ có thủ lên đâu. Xong rồi, tí nữa. Ai có mất mát gì đâu. Ai. Kinh. Ai ấy. Rồi. Đúng rồi. Ngang. Rằng ra đây, xuống rồi. Thôi rồi. Thôi Đức rồi. Cậu đang nó khỏe chưa 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 à giúp mỏi rồi cậu chết rồi chờ thôi chẳng miệng chờ chờ cái à vừa nãy là gieo hy vọng đúng không cậu ai rồi lại gieo hy vọng lại chờ anh liên tục đấy tao qua đường đường không phải lên đấy rồi long lê có người chơi với các chú em chơi với anh long lê mười hiệp cậu bây giờ vật anh tay phải rồi
Long mà. Chịu long. Long đợi. Đại diện, đại diện. Long vừa lên mẹ ăn hôi à? Đại diện. Em một hai bao vật rồi. Long trắng. Thôi thì mẹ hóa ra mình không bằng cái vật này. Giờ mới lên. Ở đây Long mới lượng này. Thật đi. Đạt luôn ạ. Nắm một cái vào. Duy Ân nhá, Duy Ân nhá. Đúng. À. Chưa được nhá. Chưa. Sắc 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 sắc. Sắc đáng rồi. Rồi hết lực rồi. Được rồi, được rồi. Hết lực công rồi. Hết lực công rồi. Rồi. Đấy. Ly 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 ly. Thôi thôi. Ai đứng 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 lúc đầu gọi là nhử thôi, nhả cho đối thủ ra lực thôi. Làm thế về mệt rồi, còn một cái hết lực rồi. Bạn mấy phát đấy đi. Đan à? Đan này. Rồi, yên. Cổ chưa được, cổ chưa được. Rồi, go. Rồi, cứ thủ với tôi anh. Đừng công bộ, đừng công bộ. Bình tiến đây. Thủ đang ngon, đừng công bộ. Công nghệ quá. Chẳng phải thích rồi. Các chú có tưởng anh dễ chết thế. Dũng à, Dũng. Nó cho đá hay sao mà chạy tay được chạy tay được bóng sáng rồi đã sáng đã từ sáng người chơi đã phải nhả rồi từ từ Việt Dư Bị à đá ở sân mày đá vị trí nào tao điều việc đá vị trí nào đó độ mày không tắt nhắm tắt mủng gì tao lồng nó không sát được đâu an toàn thì không chưa 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 Sato Andrew à? Đúng rồi, đâu? À đâu? Khổ lắm. Daniel đúng rồi. Rokosuk. Rokosuk à? Người nặng nặng. Vô địch. Hạng 70. Chưa chắc là vô địch đâu. Năm trước. Cốc. À cũng giống hết nhỉ? Ừ, đánh giống thật đấy. Mình xin câu đấy. Mà cái mặt là đá nhé. Đúng không? Vội dâu. Không, cái mặt là đá thôi. Chưa giờ là cùng mỏng với chú. Bóc rồi. Khiếp được. Hôm nay thì chết rồi. Ủa tuyết. Hay. Cứ đè bình thường. Hay. Đè nhỉ? Mình đéo biết đè. Không, không, đau anh. Mình đéo biết đè hả? Em biết đè. Em bảo không biết đè đâu. Đè được, chẳng qua là chưa vào tí thôi. Gặp kinh lú luôn. Thì nhiều lần đó. Cái vương hội ảnh lắm. Rẻ hả? Nói ra một tí chứ. Nghe nó hơi chả chói tai tí chả. Mới ra. Mới ra đây. Lùng. Không. Đóng rồi. Tay ra. 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 Tay Long ơi, mày vã chết nó đi để anh vào anh trả thù nó cái. Anh Long vã được mà. Em tốt anh. Giờ tao phải phục thù từng thằng một. Phục thù thằng này thằng kia vào bể. Tóm lại là anh em đang để ý anh đấy. Anh em mà đang để anh đấy. Anh chỉ cần ngon lên một tí thôi là dồn vào hạ dập xuống ngay. Bây giờ có Long bảo kê rồi không phải sợ nữa.
em mà làm giả. Cậu. Thấy chưa? Thấy chưa? Đúng rồi. Hàng xịn nó phải gác đấy. Cậu. Nếu mà làm thì chắc chắn là tầm eo. Cậu. Thấy chưa? Thấy rồi. Đấy là sự thật. Tí sau vẫn thằng Hiếu vào luôn. Nhìn em bé. Cậu. Em bé đéo hơn to như cái lù. Nào. Đang là chả thua mà. Cậu. Vẫn thế chả khác gì. Vẫn động tác đấy. Nó tụt lực đấy chứ. Vẫn động tác đấy. Ơ kìa, thế sở. Vẫn còn đường đấy. Cậu. Lại ngược quen đường cũ rồi. Nó tôi lắm rồi. Mày chắc khỏe bắn. Lại cái lưỡi nhá. Đây thôi. Tiếp. Không, anh. Vật kia nào nó phải ăn được thì thôi. Thôi nhả nó cái đi. Hết lượt 7 rồi. Cộng. Xuống rồi. Khổ quá rồi. Cái đối chiêu đó. Không, vẫn chiêu đấy. Mình đi à, không, từ từ. Bây giờ vẫn muốn thêm à? Thêm. Thì đổi đổi bài khác. Mọi. Nó đánh anh nãy giờ cho nó biết cảm giác của anh. Cái đánh tốt mà lì nhỉ? Anh mời đây. Rồi chưa? Đàn. Mỏi rơi, mỏi vàng rơi ra. Nắm cá, lòng chưa? Nếu sao? Cộng! Gà! Đấy mày. Về nhà nó từ đầu như vậy. Không ai thế. Đùa. Đùa thì đợi mãi. Tao bắt trọng tài thì đợi mới thế thôi mày. Tay to thế. Khỏe lắm. Trưởng. Học tốt được đấy. Không. Tốt được đấy. Em biết rồi. Đẩy con vật đi. 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 Đẩy
phụ và móc lên. Anh nhìn tay nó này mà móc quên đấy. Móc xong rồi. Cốc. Thấy chưa? À. Chưa. Anh bó vào giải đấy à? Nó chưa vào đâu, nó chưa vào thế. Mẹ em nắm chặt thế nhỉ? Tay mình ở đứa ra đi. Nắm chặt vai trưởng kìa. Từ từ, chưa chưa, cổ, cổ bây giờ trang ghê. Cổ chưa được, hai cổ. Rồi, go. Một chạm, yên bái, một chạm. Rồi. Úi dạy. Bất khó là bất khó là. Một lôi cột trỏ nhá. Đúng rồi, anh nghỉ cho bảo em nhá. Một thêm người khác nữa, không 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 người nào. Không, anh mà em, khi nào mà cái phần nóng không được. Ê, đi ra. Ê, hay thế. Góc lôi nó khỏe. Anh bảo anh ấy top nên em phải dùng được ngón. Cái gì anh? Ok anh. Lôi cả. Lương đánh móc thuần luôn. Luôn phát ấy rồi. Nó móc thuần không khỏe bằng lương không? Trời nhiều thứ. Cứ tay nó to lắm vậy nhưng mà ngón cái càng càng tự tin lên. Cái nó vào thôi. Móc thuần thôi. Thôi. Đấy. Nói tuần quá đây đây. Cao lên. Ui ông dài nha, lên vai nhá, nhớ lên vai nhá, lưng nhá. Nhớ lên vai nhá. Lên đi. Không có để họ kéo góc ra. Ôi, mỏi bóng mẹ. Mỏi bóng tôi ra đi. Không, sao lại thế? Lương mà anh chỉ chu là anh phát hít xuống luôn kìa. Lương gạt. Móc đấy, đẩy vai lên, móc xuống vai. Biết tầm này làm gì này? Anh đánh tốt mà. Đẩy vai, đẩy chưa? Cao mông lên mà anh Lương ạ, như này bình thường. Anh vẫn cầm cả tốt nhưng mà chào các anh đi sẵn sẵn quần cái khó lắm quá thì đan phát thôi phải đan nữa luôn đi móc mà được bánh tốt thì đan go đấy khó rồi khó rồi xuống luôn thì được chứ đây khó rồi. Nhưng mà đánh xuống mặt mát. Mặt với bạn á? Mặt bạn á? Mặt bạn á? Đúng rồi, mày vẫn đi khăn, mày vẫn đánh chứ. Cố lên nhé. Chẳng thật mặt nha. Đánh nó khoảng 6-7 hiệp mà. Nó cho em xuống cái khúc xương. Không. Xuống đây tập đánh nhé. Đánh chưa đúng một hôm về được hai hôm học được một chiêu để đi làm nhanh hơn. Ôi, bạn lấy cái chiêu mới cho tôi làm gì? Anh vừa cho nó đi. Đợi đợi nó nghỉ cho hai phát rồi nói người ta. Chết. Vẫn nhanh. Ôi đan thôi. Ôi đan tay vẫn đầu chỗ này. Không kinh thế mà. Yếu rồi. Tổ vách trưởng. 80 cân mà. Go. Lên 80 rồi mà. Go. 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 Công tí khó này thì đây đúng rồi đây vào hết xe trái mà hơi trái không tay phải đã ngồi nhé mỗi bên tay trái sao đẹp đi không, không tay phải đã tao đánh trục đẹp 10 hiệp nhá. Ừ, 10 hiệp mấy hiệp rồi 3 rồi 3 rồi 7 rồi em rồi thì khác có sâu anh thô đỉnh cả hai mà đều chưa có đỉnh. Go. Lại lại. Cầm bên này, cầm bên này nhá. Thôi đổi bên.
ra đi. Cậu cầm hơi kìa, kéo đâu. Ôi chú ơi. Thôi đi, đứng lên anh đấy. Không đi ra được. Không, vào đi. Ba bao. 10 hiệp cơ mà. 4-1 à? 4-1 thằng nó 2 hiệp nữa là nhả. Nào, bắt đi, bắt đi. Bật 10 hiệp chỉ thằng vào 6 hiệp. Nói rồi, mày coi. Chưa. Rồi. Rồi, nốt hiệp nữa thôi là nó thả. Bỏ đấy. Tài nguyên bé kìa. Căng rồi. 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 Anh ơi, năm rồi. Đàn nhá. Đàn không. Đàn cũng được. Thôi cứ đánh mạnh sáng rồi chưa được trận đàn đâu. Không. Ngon đi. Anh ơi, toàn thế toàn cái một. Từ nhá, từ nhá. Để giữ im. Mỏi. Thằng này nó lì lắm. Tiếp. Nó chưa đâu. Nó chưa đâu. Vua lì đòn. Bật em, nó bật em, nó thắng thì nó phải bật thêm vài hiệp nữa. Vậy giờ thua thôi hả? Thua đi. Cũng mười hiệp. Bình tĩnh nào. Em được nắm như thế này, chiến hở này thôi. Cái giống mình. Go. Tay dày hơn vãi. Mỏi rồi. Mình Rồi. Ok. Chơi một bàn đi. Đi anh. Chạy. Ôi anh em của Bình Long này. Bình Long này. Kiểu sinh. Nó có nguyên lực đấy. Hàng này hàng mẹ mày nguyên siêu, nguyên đa nguyên kiện. Thì là anh mẹ xách cái con mẹ ra rồi đâm. Hàng anh chày ra bóc vẩy các thứ rồi là thôi nhỉ. Mà giá nó nhiều ấy. Không! Cửa được mua luôn. Nhìn nó tròn ra đây kia rồi, nó tọc. Bây giờ 50 mà với cả 53 thì như nhau. Từ khi 50, 60 thì nó khác. Ở đây một cái bàn tinh lên cùng lắm. Không! Đánh nghèo, đánh kiên. Diễn viên thanh nhàn. Cậu. Mấy kia ba. Nó ăn bạn mấy tấc đây mà. Bán được. Chơi được kiểu mình. Nó vừa. Đánh những chiêu đấy phải. Lại khắc anh kiên. Anh nhớ khi nào về Thanh Hóa đấy. Cậu. Hay. Lòng bên cạnh. Cái kia còn giữ được bạn ạ. 7 ngày nữa à? Ở đâu?
8 ngày nữa. Chơi xuống rồi. Hả? Thế kia còn không, nhưng mà mấy thằng đấy gặp cái kia lại mệt. Kéo rồi. 17. Cái long lón nữa sao tôi đánh kia. Cái này còn đánh được. Đù, nhớ. Hài lòng. Tôi vào đúng cái đúng thế nhưng tôi khá hay lắm. 16 mà. Một dòng sống ở... Anh Long ngon hơn cả. Dòng sống ở bồn cầu, dòng sống ở cống. Danh còn tốt. Nếu bao giờ là tóc con trai hết. Tốt như áo tao, áo tao. Tâm linh rồi, tâm linh rồi. Tóc thằng này. Đây này là bị bệnh ấy, nghĩa là. Cái này của đàn. Đúng. Thắng đi lấy tôi mà. Không cao. Hô luôn nhá. Go. Go. Ôi. Sắp. Đèo bọt lại mới biết. Không vào đi anh. Go. Go. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. À. Chúng mày đứng tưởng anh nhé. Anh chúng em đấy, anh chúng em đấy. Tao thua bây giờ. Bị mặt ngầu với lìn. Thua tốt, thua tốt mình thì khó thua. Là tự xử nhá. Đánh cộng, cộng. Tay phải thì vẫn thua, tay trái đâu. Tay trái Long yếu hơn. Tay phải. Tay trái Long khỏe lắm. Ờ. Tôm lại cả hai đều Long đúng không nhỉ? Một cào. Cộng. Nó nguyên mà dài. Nó mạnh ở đây là... Ra anh Long. Hiếu ơi. Hiếu ơi. Chả là Hiếu đâu. Hiếu đâu. 5 cân đó. Ngầu ngay. Mày tỏ cái chuyện. Đánh điều khác. Ngầu ngay. Không hoảng ngay. Giả bờ không anh. Anh em nhỉ. Anh thì ai cáo đây. Không, cái này đi phụ hồ được mà hết rồi. Ông bảo là năm nay người yêu lên học và anh lên anh thua cái giá nữa anh nào người yêu anh đúng được một kỳ. Cưới mẹ luôn. Mời tiệc mời các em mấy em đến chơi vui chúng anh. Mẹ gì đâu kia nhìn mẹ muốn cọc không được biết cúi làm chắc là cái áo này anh mua thằng này đáng yêu à. Nhìn tròn tròn cái này. Áo này mặt nhìn mặt này nó là làm nhanh là 1 2 3 nhanh mà đây vẫn chậm đúng chứ đúng mà tà dâm lên tiếng kiếm nó cũng đá như mình. Làm gì mất nào không tay tay trái nó không thuộc rồi tốt tốt. Ôi, lòng vất vả thế. Dung Vi vào đây. Ờ, một thế rồi. Còn rất xa. Anh Long nhất định anh vào về cắt quả đầu khác. Mình không nhầm từ khi anh Long. Từ khi mình biết anh Long đến giờ anh Long vẫn để cái dòng này. Thua. Chắc chắn. Anh Hải ơi, cắt máy anh Hải ơi. Tóc dài.